tha gia chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đệ đức tuệ nhẫn tha từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, con cũng thành vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cũng mong quý vị tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama trọn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá. Cũng do quả phước này con tu tiến đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ chư tôn đức. Kính chào Diễm Nguyễn, kính chào Tâm Hương, kính chào IQ em đó. Kính chào cô Ái Minh, kính chào. Dạ, bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh hoan hỷ đăng đàn. Để nghe được âm thanh con không bạch sư, sư có còn đang ở trước máy không? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, ra thú đành thai. Dạ, sau đó thì Nhục Quỳnh kính mời cô Tiểu Duyên và mời tất cả với anh chị em đạo hữu ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ. À, sư mạn phép nói một vài điều. Xin thưa quý vị rằng không phải là giáo pháp của Đức Phật tròn đủ 5.000 năm, không phải như vậy đâu thưa quý vị. Giáo pháp này nếu mà chúng ta thực hành còn rất là dài, mà nếu mà nó mất thì cũng trong nay mai, chứ không phải cái từ 5.000 năm, không có phải đâu thưa quý vị. Nên là chúng ta chỉ nói là giáo pháp Đức Phật cho được, không thể nào nói 5.000 năm được thưa quý vị. Đó là một lửa cái chu kỳ chứ không phải là ấn định 5.000 năm. Bây giờ thì sư xin đại. À, gia đăng đăng Amano so samano saphiku anang kato che pisa nang chareyang santo danto niyato ramachari sape sufu te su nithaya dandang so ramano so samano saphiku anang kato che pisa mang chareyang Santo Danto Niyato Ramachari Sape Sufu Tesu Nithaya Dandang So Ramano So Samano Safikun. Ai sống trang sức như an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Bây giờ sư xin thứ nhất sư dừng là mức này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn. Dạ, hôm nay chắc có mình đại đức Tuệ Nhẫn, con thấy thượng tọa Minh Hạnh là kính lễ kính ba cô tu nữ và kính chào.
tất cả quý Phật tử. Dạ. Bây giờ tự nhiên xin kệ bài kinh Pháp Cú số 142. Dạ, cảm ơn Ái Minh đã bớt bài. Ái lăng ca tô chê bí sa măng chê cha rầy dạ thân tô đăng tô ní giá tô râm mắt cha rì sắp bề xuất phù tề xu ní thà dạ đăng đăng so ram mano so samano sapphiku alang katto che bi sa samang charai ya santo danto niyato ram ma chari sabbe sufu te su nithaya dang dang Soram mano so samano sapphiku. Cái bài này chắc hơi khó kể nhưng mà thôi tự nhiên cũng cố gắng. Lăng ca tô chê bi sa măng cha rầy ya san tô đăng tô ni cha tô râm ma cha ri sắc bê su phu tê su ni tha ya đăng đăng so râm ma no so sa ma no sa phi khu alangka to che bi sa mang cha rai ya san to dan to ni ya to ramma cha ri sabbe su phu te su ni tha ya dang dang so ramma no so samano sa phích khung ai sống tự trang sức nhân an tịnh nhất phục sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh vì ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người kia dẫu đẹp phục trang, nhưng đời thanh tịnh, tỉnh an tục trần, sáu căn chế ngự tinh thuần, sống đời phạm hạnh trong ngần pha lê, bước trên chánh đạo mà về, từ tâm vô lượng chẳng hề trưởng đa. Tỷ kheo phạm chí khác nào sa môn khất sĩ, rồi sao cũng là. Và phổ thơ này của Hòa Thượng. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Đăng Đông. Dạ, kính mời chị. Sa thú cô tu nữ tuệ duyên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính đảnh lễ sư Minh Mẫn mới vừa vào đạo tràng. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 142. A lăng ca tô chê pi sa măng cha rầy giá san tô đàn tô ni giá tô Brahmachari sắp bề su phù tề su ni thà gia đăng đăng sô Brahmano sô samano sa phích khu a lăng ca tô chê pi sa măng cha rầy giá san tô đàn tô ni giá tô Brahmachari sắp bề su phù tề su
ni tha ya đằng đắng so bram mano so sa mano sa phi khu a lăng ca tô chê bi sa măng cha rầy giá san tô đan tô ni ya tô bram ma cha ri sắp bê su phu tê su ni tha ya đằng đắng so bram mano so sa mano sa phi khu ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A lăng ca tô chê bí sa măng cha rầy giá, san tô đành tô ni gia tô brahmachari, sắp bề su phù tề su ni thà, gia đằng đắng sô brahmano sô samano sa phi khú. Người kia dẫu đẹp phục trang nhưng đời thanh tịnh tỉnh an tục trần, sáu căn chế ngự tinh thuần, sống đời phạm hạnh không ngần pa lê, bước trên chánh đạo mà về, tự tâm vô lượng chẳng hề trưởng đau, tỷ kheo phạm chí khác nào sa môn khất sĩ gọi sao cũng là. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sis Ái Linh. Dạ, sa thú lành thay, cảm ơn chị Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, con kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, Ái Minh kính chào quý anh chị. Dạ, con xin phép được trả bài câu pháp cú số 142. A lăng ca tô chê bi sa măng cha rầy giá san tô đan tô ni ya tô ram ma cha a ri ma cha ri đúng rồi sáp đề su phù tề su ni tha ya đan đằng so ram ma no so sa ma no sa thi khu A lăng ca tô chê bi sa măng cha rầy giá san tô đan tô ni ya tô ram ma cha ri sáp đề su phù tề su ni tha ya đan đằng so ram ma no so sa ma no sa thi khu A lăng ca tô chê bi sa măng cha rầy giá san tô đan tô ni ya tô ram ma cha ri sắp bề su phu tê su ni tha ya đan đăng so ram ma no so sa ma no sa thích khu ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục sống kiên trì phạm hạnh không hại mọi sinh linh vì ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. A lăng ca tô chê bi sa măng cha rầy giá san tô đan tô ni ya tô ram ma cha ri sáp đề su phu tê su ni tha ya đan đăng so ram ma no so sa ma no sa tinh khu a lăng ca tô chê bi sa măng cha rầy giá san tô đan tô ni ya tô ram ma cha ri sáp đề su phù tề su ni tha gia đành đằng so ram ma no so ma sa ma no sa thi khu người kia dẫu đẹp phục trang nhưng đời thanh tịnh tỉnh an tục trần sáu căn chế ngự tinh thuần sống đời phạm hạnh trong ngần pa lê bước lên chánh đạo mà về từ tâm vô lượng chẳng hề trượng đau tỳ kheo phạm chí khác nào sa môn khất sĩ gọi sao cũng là. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ em kính mời chị Tâm Phương tiếp theo ạ. Em kính mời chị.
Nam mô Bích Thà giá Tâm Hương ơi, Nhật Quỳnh không có nghe được, trong đầu tràng không nghe được tiếng Tâm Hương nha. Tâm Hương chuẩn bị trở lại. Dạ cảm ơn Trần Đông. Dạ mời Xu Khá, anh Lúc Khá. Alo. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 142. An lăng ca tô chê pi sa măng cha dây ra san tô đàn tô ni ra tô ram ma cha dì sa bê su phù tê su ni tha ra đàn đăng so ram ma lô so sa ma lô sa phi khú. An lăng ca tô chê pi sa măng cha dây san tô đàn tô ni ra tô ram ma cha dì sa bê su phù tề su ni dạ thả ra đàn đằng sô dầm ma lô sô sa ma lô sa phi khu a lăng ca tô chê pi sa măng cha dây ra sàn tô đàn tô ni ra tô dầm ma cha dì sa bê su phù sê tề su ni thả ra đàn đằng sô dầm ma lô sô sa ma lô sa phi khu. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm trí hay sa môn khất sĩ. Nó là bản dịch của Thượng Thanh Châu. Dạ con đã đọc bài xong rồi ạ. Dạ bây giờ con kính mời cô Lạc Lê ạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Alo. 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 Dạ cảm ơn, cảm ơn. Dạ ok, dạ ok. Con Tâm Phương thật là có mấy giờ lâu quá không vô giờ cái gì không có nhìn thấy được cái gì. Dạ à, con kính đảnh lễ chư đại đức tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Con Tâm Phương kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh, Trần Đông và Ái Minh đã cho biết âm thanh rõ. Dạ dạ thưa dạ dạ cảm ơn dạ cảm ơn chị, dạ cảm ơn cô Tiểu Duyên. Dạ A Lăng Ca Tô, màn hình chưa chạy nữa, ác chưa nè. A Lăng Ca Tô Chê Pi Sa Măng Ca Rì Giá Sành Tô Đành Tô Ni Giá Tô Brahm Ma Chá Rì Sắp Bê Sú Prù Tê Sú Ni Thà Giá Đăng Đăng Sô Brahm Ma Nô So samano sapiku. Ai sống tự tăng sức nhưng an tịnh nhiếp phục,
sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí, hãy hay sa môn, khắc sĩ. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À lăng ca tôn sẽ bị sa man cha rai giang sanh tô đánh tô ni giá tô brahmachari sắp bê su phu tê su ni giàn tha yin gia đàn đăng so brahmano so ma so samano sabhikkhu alankato sepi samang charayang santo danto niyato brahmanchare sambe supute so nitha yadang dang so brahmano so samano pinko. Ai sống tự tăng sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm chí hay sa môn khắc sĩ. Và đó bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc và kệ xong câu Pháp Cú 142. Dạ, con xin nhường mic lại cho còn một cái của ngài Đế Đức nữa. Người kia dẫu đẹp phục trang nhưng đời thanh tịnh, tỉnh an trục trần, sáu căn chế ngự tinh thuần, sống đời phạm hạnh trong ngần pha lê, bước trên chánh đạo mà về, từ tâm vô lượng chẳng hề thường đau. Tỳ kheo phạm chí khác nào sa môn khắc sĩ, gọi sao cũng là. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp. Và cảm ơn chị Đặng Đâm. Dạ, sa thú kính kính mời Sích Tâm Phương. Dạ, cảm ơn Đặng Đâm cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu đất thai. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ đại minh mẫn cùng Chư Tôn Đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Đặng Đông, cảm ơn Tâm Hương cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân và con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh vừa quan tâm vào đạo tràng. Và con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hướng dẫn cho chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 142. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên và quý chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn thuyết giảng. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta ha sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh giữ pháp từ, đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăn tối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tan dời thừa ân phổ cập, mà đám mưa lành rưỡi gấp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự đi.
chúng sanh mời khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm định, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng dương sự ý nghĩa câu pháp của kinh số 143. Và nhiều bình kính cảm ơn đặng đông đã cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân bích đến sư. Dạ, chúng ta đã bị năm uẩn nó nhốt chúng ta rất là nhiều đời rồi, và cái phiền não đó ở trong năm cái uẩn này. Và giờ đây giáo pháp của Đức Phật đã được thuyết giảng, chúng ta hãy khéo lắng nghe để mà giải thoát cái biển trầm luân sanh tử này. Và giờ này con cung kính đành để Thượng Tọa Minh Hạnh, con cung kính đành để Thượng Tọa Minh Mẫn cùng chư Đại Đức Tăng, con xin đành để ân Đức Tam Bảo. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawan Tăng Aphiwa Dimi Sakhato Phagawata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Phagavato Savakasangho Sankhang Namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng, Đức Thế Tôn đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài là xứng đáng là chư thầy của chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được duyên lành nghe diệu pháp của Đức Thế Tôn chắc chắn sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài mô phạm cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước báu, và nhất là thành tựu ba la mật, nếu ngộ được niết bàn, đồng đều nhau cả thấy. Phước báu do phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sanh, Ngạo Quỷ Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị thính pháp và trí tuệ nếu ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Không biết đã qua mấy tháng thường y, không biết con cũng nghe được mấy vài cái tin sư Tuệ Nhẫn thuyết pháp không có ai hiểu hết, thành thể con cũng để xem là mình thuyết pháp có các vị có hiểu được không. Nếu không hiểu được thì con xin tạm biệt, để nếu mà quý vị hiểu thì quý vị xin cho ý kiến. Sư hoan hỷ. Hôm nay thì con xin trích nghĩa và thuyết giảng câu kệ số 143, câu pháp cú. Câu pháp cú này thì có bốn cái đoạn, tôi xin đọc. Hiri nisetho puriso kochi lokat minh vichati yo dindam apa po te ti aso phado kasa miwa. Câu kệ này được dịch văn xuôi là: tợ như cái con ngựa hiền ít quan tâm đến cây roi, cái người có sự hổ thẹn tội lỗi, có sự tự chế ngự, ít quan tâm đến lời chê trách, tìm đâu ra ở thế gian. Câu kệ này chúng ta nhìn vào chúng ta tưởng là đơn giản, nhưng mà chúng ta không có hiểu về thiện pháp với ác pháp trong đời sống hàng ngày. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được cái, không bao giờ chúng ta giữ được cái lòng tàm quý của mình. Con xin trích nghĩa từ vựng. Cái từ đầu tiên là Hiri Nisetho, là cái từ này nó là một cái nhóm từ hay là một cái hợp từ? Hiri cộng mới Nisetha. Cái nhóm từ này lam tánh, nó chia theo chủ cấp, nó có nghĩa là có sự thẹn tội lỗi,
có sự tự chế ngự. Cái từ hí rí, cái danh từ thuộc về nữ tánh, nghĩa của nó là sự hổ thẹn tội lỗi. Và cái từ nissetha nó là cái danh từ lam tánh, là sự tự chế ngự, tự chế ngự. Và cái từ cô trí của nó hay là kinh trí đó, thì đó là cái đại từ lam tánh. Ở đây thì nó chia theo chủ cách là bất cứ người nào hay bất cứ ai. Và từ lô cát minh thì chúng ta biết rồi, lô cá tức là thế gian. Ở đây thì nó chia theo định sở cắt, cái danh từ. Nên là cái từ lô cá này nó chia theo định sở cắt, nên là lô cát minh, danh từ lam tánh chia theo định sở cắt là ở thế gian. Những và cái từ ninda đó là cái danh từ nữ tánh. Và câu kệ này thì chia theo đối cách là lời chê trách, lời chỉ trích, lời trách cứ. Appa bô thê tí, Appa cộng với căn bút, và cái nghĩa của nó là quan tâm hay là tránh. Cái tiếp đầu ngữ áp á, cái nghĩa của nó là lìa hay là ra khỏi. Căn bút á, chúng ta biết là cái từ bút thô, bút gì đó, gọi là cái từ hiểu biết á. Như vậy là cái căn bút này nó có nghĩa là biết, hay nó còn có nghĩa là trí tuệ nữa. Cái từ asso là asá, là cái danh từ lam tánh. Cái câu kệ này chỉ theo chia theo chủ cách, nghĩa của nó là con ngựa, danh từ con ngựa asá asso. Cái từ phá rá là cái tính từ lam tánh, chủ cách, bằng cái nghĩa có nghĩa của nó là hiền hòa, cái nghĩa là hiền hòa, hòa diệu. Còn cái từ cuối cùng là cái từ cách xa lý quá, nó là cái cách xa, cách xăm, danh từ lữ tánh chia theo đối cách là cái cây voi, chỉ cho cái cây voi. Và được ngài Thích Minh Châu, ngài dịch ra thể thơ Lâm Kệ rất là tuyệt hảo. Ngài dịch là thật khó tìm ở đời người biết hẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Câu kệ này đó là con đã trình bày xong cái từ vựng Pali, và bây giờ chúng ta đi vào cái duyên sự của cái bài kệ này. Duyên sự của bài kệ này thì nó rất là ngắn. Cái câu kệ số 143 và 144 á, hai cái câu kệ Đức Phật thuyết, là cái câu kệ 144 là như ngựa hiền chạm roi, với tính giới tinh tấn, thiền định cùng chặt pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Như vậy thì hai cái câu kệ này chúng ta phải thuyết làm một thì đó mới đúng được. Nhưng mà hôm nay thì con xin trình bày về cái sự lòng tam quý và những cái chi pháp của nó rất là rạch rồi. Và chúng ta biết rằng lòng tam nó ở đâu? Nó không phải trong kinh điển đâu. Trong cái cách sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có đưa diệu pháp vào trong đời sống hàng ngày thì không có cách nào để mà chúng ta soi sáng được cái thực tại mà Đức Phật dạy cả. Và cái kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi ngài ngự tại Chetavana Vihara Kỳ Viên Tự, đề cập đến ngài trưởng lão gọi là Pilotika. Ngài trưởng lão thì ngài ở đời, ngài rất, khi mà ngài còn ở đời ấy, thì ngài rất là nghèo khổ. Thì một cái ngày nọ
là Đức Ananda đó, thì ngài đi công việc và ngài gặp một cái cậu bé này mặc cái y phục rất là rách rưới và tay thì cầm cái chén, cái miệng để mà đi xin ăn. Thì ngài mới bèn hỏi rằng sao con sống lang thang như thế để làm gì? Vì ngài hỏi rồi ngài mới nói thôi con xuất gia chẳng là cao thượng hơn chăng? Thì cậu bé mới nói rằng bạch ngài, thế nếu con xuất gia thì ai sẽ cho con xuất gia? Thì nghe vậy đại đức Ananda mới nói rằng thì con cứ theo ta về đi, thì ta sẽ cho con xuất gia. Và rồi ngài dắt cậu bé về chùa và mới bảo với cậu ta rằng con đi tắm rửa sạch sẽ. Rồi ngài mới dạy căn bản rồi truyền đạt những cái đề mục để mà cho cậu bé này an trú và cậu bé này được xuất gia đắc y. Và khi mà trải cái quần áo cũ ra xem thì thấy không còn cái chút nào mót được nữa, vì cái vải đi xin ăn nhiều năm nằm ở đường nó đã mục lát hết rồi, mà cũng không còn miếng vải nào lọc lọc nước được nữa. Thì lúc này tâm của cái vị sa di liền máng chúng trên cái nhành cây chung với lại cái chén xin ăn. Và một thời gian sau thì vị sa di tu lên tỳ khu thì gặp thời giáo pháp của Đức Phật rất là hinh thận, đàn la tính thí cúng dường y áo rất là tốt đẹp. Thì lúc này cái lợi lộc nó phát sanh lên rất là nhiều, và cái phước của ngài khi xuất gia thì được cái phước trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, nên là ngài được thọ hưởng quá đầy đủ, đắp toàn những cái y rất là quý giá, và thân thể của ngài thì nó mập nó trắng ra. Thì lúc này thì ngài lại lấy làm bất mãn và tự trách mình, ta cần gì phải đắp y này để cho người đời phát sanh cái đức tin, thôi thì ta sẽ lại mặc lại cái y phục cũ vá của ta rồi. Thì lúc đến cái nhánh cây đó thì ngài cầm lấy quần áo cũ và lại tự mắng mình, ngài tự nhắc cái tâm mình, này kẻ vô sĩ không biết hổ thẹn, ngươi muốn xả bỏ những cái y lành nặng như này để mặc lại cái đồ rẻ rách, cầm cái chén đi xin ăn nữa hay sao? Ngài quả thật là bậc trí khi mà ngài luôn nhắc nhở cái tâm của mình. Đây là ngài mượn cái cách này, ngài làm cái đối tượng để mà tự mình khuyến giáo lấy mình, nhờ cái sự huấn dụ và cái cảnh giác tâm của mình như vậy. Thì tâm của ngài lắng dịu xuống, và sau khi ra khỏi cái chỗ quần áo vá cũ thì ngài tẩy sạch những phiền não trong tâm rồi, thì ngài trở về chùa. Vài ngày sau thì tâm của ngài nó lại bất mãn, thì ngài lại trở ra cái chỗ đó, và rồi ngài cũng lại tự giáo hóa, thấy cái đời sống lúc mà còn ăn xin ăn mày, ngài kỷ niệm cái y bát đó, cái y và cái bát ăn mày đó, ngài nhắc cái tâm của mình. Khi mà tâm ngài lắng xuống thì ngài lại trở về chùa, và ngài cứ đi đi lại lại như thế mãi, mà khiến chư tăng thấy lạ mới hỏi: đạo hữu đi đâu vậy? Và ngài trưởng lão đáp: bạch ngài, con đến viếng thầy A Sa Lê và nhờ lấy cái quần áo vá cũ của mình lúc trước để làm cái đề mục quán tưởng. Và trưởng lão ngăn được cái dòng tâm bất thiện và tự chế được mình,
Nên mấy hôm sau, Ngài đắc quả La Hán. Chúng ta đừng thấy mấy cái đời sống của Ngài tầm thường, Ngài quán xét như vậy. Và chúng ta quên mất được đời sống chính chúng ta là chúng ta có thể đắc đạo ở khắp mọi nơi, mọi chỗ. Nếu như chúng ta thực sự nghe về giáo pháp của Đức Phật, mà chúng ta kéo thuyết cho nhau nghe về những cái mắt thấy tai nghe, ngửi tất cả những cái bất thiện và cái con đường chánh đạo nó cũng đang đi đây. Mà chúng ta thường quên mất, chúng ta cứ chạy mãi theo câu chuyện mà chúng ta quên mất cái sắc đa thực tại này. Nên là chúng ta quên mất sắc đa thực tại là chúng ta đã bỏ hết những cái lời dạy của Đức Phật. Dù chúng ta có học kinh điển, có giỏi thuyết thao thao bất tuyệt như thế nào, thì phiền não nó cũng cuốn chúng ta đi. Và nó rất tinh tế, mà chúng ta học mà không khéo. Và chúng ta cứ chạy theo những cái câu chuyện thuyết làm sao cho nó hay, cho nó này kia, nhưng mà chúng ta quên mất cái nhắc cho nhau nghe về cái phút giây thấy nghe ngửi nếm đục thực tại này. Chúng ta đừng có thấy những cái điều đó là đơn giản trong đời sống hàng ngày. Nó chính là pháp, nó chính là hiện thực của cuộc sống, nó chính là mầm mống của sanh tử hay là giải thoát sanh tử, cũng nằm ở đây thôi thưa quý vị. Qua cái câu chuyện này chúng ta thấy Ngài nhớ cái quần áo cũ của mình lúc trước và để làm cái đề mục quán tưởng. Và trưởng lão ngăn được cái tâm bất thiện, tự chế được mình. Nên mấy hôm sau Ngài đắc quả A-la-hán. Chúng ta thấy không? Chúng ta tưởng rằng Ngài đắc đạo, Ngài phải thần thông như thế này như kia. Nhưng mà chúng ta đã sai. Chúng ta đã chạy vào những cái câu chuyện quá nhiều mà chúng ta bỏ quên mất cái thấy, nghe, ngửi trong đời sống hàng ngày. Nó không có phải là ai cả. Chúng ta chưa từng gặp con người nào trong vòng sanh tử luân hồi cả. Những cái gì xuất hiện qua mắt, nó chỉ là đối tượng thị giác. Nó chỉ là những cái sắc màu của những cái tứ đại này, tứ đại kia. Do nghiệp, do tâm, do vật thực, do thời tiết. Nó rất là phù du, rất là tạm bợ. Mà chúng ta không có đi sâu, đi sát vào nó, thì chúng ta sẽ quên mất pháp đi. Và cái con người này, con người kia, cái người này xấu xa, người kia đê hèn, nó cứ ẩn ở trong tâm trí của chúng ta hoài hoài. Và những cái điều này thì không sao mà ra khỏi sanh tử luân hồi được. Hễ mà cứ có con người ở trong đó là chúng ta thấy nó phiền toái rồi. Nhưng mà thực tế thì nó không có. Như vậy thì Ngài thấy như vậy. Thì lúc bây giờ Ngài đắc đạo quả A-la-hán thì các vị tỳ kheo mới hỏi: Này Đạo Hữu, sao bây giờ Đạo Hữu không đi viếng Thầy A-xà-lê nữa? Đây không phải là cái con đường hành đạo của Đạo Hữu nữa. Thì Ngài mới trả lời: Bạch Ngài, tôi đến tiếp xúc với Thầy A-xà-lê để nhờ Thầy tôi nhắc nhở. Thầy A-xà-lê là cái quần áo rách nướt mà cái xưa kia đi ăn xin ăn mày đó, đó cái này nè, cái đối tượng này để nhắc nhở cho Ngài biết cái con đường phạm hạnh mới tốt đẹp nè, đó nhắc nhở. Bây giờ tôi đoạn giao với Thầy rồi nên tôi không viếng Thầy nữa. Và Chư Tăng bèn mắt với Đức Như Lai: Bạch Ngài, tỳ khu vá rách phạm đại cái giới vọng ngữ này, chư tỳ kheo, Thầy ấy đã nói những gì? Bạch Ngài, Thầy ấy đã nói như vậy. Như vậy. Nghe nói rõ câu chuyện thì Đức Thế Tôn mới xác nhận rằng: Đúng vậy, này các tỳ khu, con trai của ta đó, lúc cần tiếp xúc để được nhắc nhở thì đến viếng Thầy A-xà-lê. Bây giờ đã đoạn giao với Thầy, tự mình cấm ngăn lấy mình, đã đắc được A-la-hán quả rồi. Các pháp đã hiển lộ rõ ràng cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của nó lên rồi. Và đã diệt tận được bóng tối của vô minh rồi. Nên là Ngài đoạn tuyệt với vị Thầy rồi. Và Đức Thế Tôn ngâm bài kệ rằng: Hi ri ne se tho pu ri so ko chi no kat mi
vichati yo nidang apabodheti aso phado kamma miwa. Đó là bài kệ mà Đức Phật thuyết giảng. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm qua đã là rất nhiều kiếp sống trôi đi. Ngày hôm qua cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc, là chạm, là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, là cảm thọ, là tưởng, là hành, là thức, là quả luân, nghiệp luân, phiền não luân. Nếu ngày mai còn thức dậy thì cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc, là chạm, là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh, là các cảm thọ, là tham, là sân, là si. Cũng như ngày hôm nay chúng đã trôi đi, cái thấy của khoảnh khắc trước mãi mãi không bao giờ sanh trở lại nữa, và cái thấy ở khoảnh khắc này đang có mặt nhưng không ai nhận biết được về nó, và cái thấy suốt từ sáng đến giờ đã vô lượng, và cái thấy đó chính là cái quả luân hồi mà cái nghiệp nó cho ra trong một ngày cũng rất là nhiều. Chúng ta cứ tưởng rằng là phải chờ đến kiếp sau. Không, kiếp sau cũng chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng ở cái hình thức này hay hình thức khác. Kiếp sau cũng chỉ là tâm, tâm sở, sắc pháp thôi. Và kiếp này cũng tâm, tâm sở, sắc pháp thôi. Mà bây giờ không có cái hiểu thì chắc chắn ngày mai cũng không có cái hiểu. Ngày hôm nay không được nghe về thực tại thì ngày mai cũng không có cái duyên để mà cái tâm của chúng ta nó thức tỉnh được đâu. Đừng bao giờ học giáo pháp của Đức Phật chỉ là những cái chữ thật là to tát, mà nếu khéo học thì tất cả tam tạng kinh điển Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta về cái thấy đang hiện khởi, cái nghe đang hiện khởi, cái ngửi đang hiện khởi, cái đếm đang hiện khởi, cái xúc chạm cứng mềm nóng lạnh đang hiện khởi, các cái cảm thọ sau khoảnh khắc thấy nghe đang hiện khởi, nghiệp cũng đang hiện khởi, phiền não cũng đang hiện khởi ở ngay trong đời sống của chúng ta. Nếu như ở đó không được chứng nghiệm về pháp, ở đó pháp không được như lý tác ý, thì thời chúng ta đã không thể xứng đáng làm con của Ngài được, dầu chúng ta có học hành như thế nào, mà không áp dụng được vào trong đó để tẩy rửa những cái phiền não của chính mình, nội tâm của mình, thì thật là nguy hại. Thế giới này nó mênh mông đến không thể tưởng tượng được. Như nó mênh mông cỡ nào thì mênh mông thì nó cũng chỉ là năm uẩn, và những cái lậu hoặc ở trong năm uẩn này nó chấp thủ và nó cứ sanh ra hoài hoài những cái thân năm uẩn mới mà thôi. Và nếu như chúng ta hiểu được cái con đường mà Đức Phật dạy chân chánh như lý giác sát, sau khoảnh khắc thấy nghe thực sự mà chánh niệm tỉnh giác nó sanh khởi được, cái chi kiến nó đi vào được, thì cái con đường thánh đạo nó mới thực sự thanh lọc và đoạn tận diệt tất cả những cái lậu hoặc phiền não. Để vào đầu con nói rằng hôm nay chúng ta học về nồng tàm nồng quý gì, quý vị đừng có nghĩ rằng chúng tôi thuyết lạc đề. Khi mà chúng ta nắm rõ về các pháp, không có cái gì để lạc đề được cả. Thưa quý vị, ngay bây giờ có nồng tàm nồng quý hay không?
chúng ta phải đặt câu hỏi. Để chúng ta học một cái bài học thì chúng ta phải đặt cái câu hỏi là bây giờ tâm của chúng ta có lòng tham lòng quý không? Khi mà chúng ta đặt cái câu hỏi về nó thì lúc đó tâm của chúng ta nó quay hoàn toàn vào bên trong và chúng ta sẽ thấy rõ được nó liền. Thấy rõ liền. Nó rất là thật. Vô minh thì nó khủng khiếp lắm. Nó kinh khủng. Và nếu không nhận diện được nó thì không có ai thoát được vô minh cả. Không có ai thoát được vô minh cả. Kể khoảnh khắc này chúng ta có bao nhiêu trí chánh niệm đi chăng nữa, nhưng chúng ta không có trí tuệ, không có biết được thực tại pháp là gì, thì những cái chánh niệm đó vất đi hết. Nó chỉ là đi theo cái con đường sanh tử thôi. Nên là cái chi kiến về giáo pháp Đức Phật, cái bát chánh đạo là cái chi kiến nó đầu tiên nó phải được thực sự chân chánh về các pháp sanh khởi trong khoảnh khắc này. Chúng ta phải đặt tự hỏi về Đức Phật nói về cái thấy. Vậy thì chúng ta đã thực sự hiểu cái thấy hay chưa? Và cái đối tượng thị giác, chúng ta có thực sự hiểu được đối tượng thị giác hay không? Nếu mà chúng ta không hiểu được hai cái đó thì chúng ta cũng không hiểu được tại sao chúng ta khổ, tại sao chúng ta phiền não. Nếu mà không có cái thấy và cái được thấy thì chắc chắn là bất thiện và thiện nó không thể có mặt được. Nhưng mà nếu mà hiểu được cái thấy và cái được thấy thì cái chánh tri kiến nó đã biết cái này là quả, cái này là nghiệp cho quả. Và cái đối tượng thị giác này thực sự nó chỉ là các bóng ảnh. Nó không phải là con người nào đó để mà mình tham, sân, si hay là thiện, bất thiện về nó cả. Khi mà chúng ta hiểu giáo pháp, chúng ta mới ngỡ ngàng rằng là tất cả mọi thế giới không có một con người nào cả. Cái mà chúng ta xúc chạm, chúng ta mê đắm trong đời sống hàng ngày, bản chất của nó chỉ là tứ đại, rỗng không, theo từng căn môn của nó. Và cái thế giới của nó rất riêng, thế giới của cái thấy chưa từng bao giờ nó biết thọ, biết tưởng, biết hành, biết màu, biết vị, biết âm thanh, biết cứng, biết mềm. Được. Do vậy nó là vô ngã. Chúng ta không hiểu nó, không bao giờ chúng ta có lòng tham lòng quý được. Khi mà chúng ta không thấy được các cái căn môn này, nó xuất hiện hàng ngày, vô số những cái tâm quả của nghiệp nó hiện khởi. Và nó báo hiệu cho chúng ta là cái thấy nghe ngửi của chúng ta chính là cái hành nghiệp trong quá khứ. Và nếu như chúng ta không nhận rõ nó thì sau khoảnh khắc đó, vô minh và những cái thường cập y duyên này
của những cái phiền não lậu hoặc không sao mà thanh lọc được, thưa quý vị, không sao mà thanh lọc được nó. Giáo pháp này chúng ta không thể chọn một cái phương pháp nào hành thiền để mà giác ngộ được. Nếu như chỉ có mỗi một duyên của nó là chúng ta phải nghe đúng và khéo như lý tác ý về đúng thực sự Đức Phật đã dạy về những cái gì là thật trong đời sống hàng ngày. Chỉ có như vậy thì cái tâm như lý tác ý này nó mới thực sự tiệm cận ngay vào khoảnh khắc của các pháp mà thôi. Nó khó đến mức độ mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Lên là thường là phàm phu nó cứ đi những cái ngã rẽ, và giáo pháp bắt đầu nó trở thành nhiều cái phương pháp, thì từ đó nó biến mất là bởi những cái thứ này thôi, thưa quý vị. Và cái người nào không thực sự thấu hiểu được duyên sanh các pháp, không có bản lĩnh, không có cái sự nhẫn nại, không có cái sự nghe pháp, không có cái sự nghe pháp thực sự, không có dành cho pháp một cái thời gian thật là dài để mà chúng ta nghe, suy tư và chiêm nghiệm thật là nhiều về pháp duyên sanh này, không bao giờ có sự giác ngộ. Điều đó không thể xảy ra được, thưa quý vị. Không thể xảy ra được. Chúng ta hãy nhớ rằng đừng bao giờ quên cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm trong đời sống hàng ngày. Nó là cái con đường dẫn. Nếu mà chúng ta không biết nó đó thì phiền não trầm luân nó ở sau đó. Vì thế giới này chỉ có ngũ uẩn và cái chấp thủ ngũ uẩn thôi. Đó là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Do chúng ta tiếp xúc với các căn này thôi. Chứ không có cái gì hết nữa cả, thưa quý vị. Và ngày nào thì cái dục lậu này, do chúng ta không có hiểu biết như lý giác sát trong giáo pháp của Đức Phật đó, là nó cứ tuồn vào qua các cái căn môn. Do vậy mà chúng ta tiếp xúc với nhau toàn là trên ý niệm về ngã, toàn là chánh lé, hay là chúng ta giả bộ, giả tịch. Bản chất của phiền não là như vậy. Khi nào chúng ta hiểu tất cả mọi thế giới nó rỗng không và nó không thực sự có một ai đó, mà nó chỉ có pháp theo duyên khởi của nó, lúc đó do tự hiểu cái pháp nhân duyên đó, chúng ta mới đứng lên bằng cái trí tuệ mà Đức Phật dạy được. Chúng ta mới chấp nhận. Khi mà chúng ta đã hiểu thì chúng ta vừa chấp nhận và vừa nhìn rõ được cái sự thật bên trong mình, và cũng chấp nhận những cái người khác người ta đối xử với mình như này như kia là toàn bộ đều là pháp duyên khởi hết. Nên chúng ta hoàn toàn không có trách cứ và không có dao động ở trong tâm trí của chúng ta nữa, thì mới nói đến cái chuyện tàm chuyện quý được, thưa quý vị. Chuyện tàm chuyện quý được. Và chúng ta biết á, tàm và quý thì luôn luôn nó sanh bao nhiêu? Nó sanh bất cứ một cái tâm thiện nào cũng đều có lòng tàm, lòng quý hết. Tâm sở, tàm và quý. Nó có ở trong 91 tâm sở tịnh hảo biến hành. Như vậy thì chúng ta thấy nè, tất cả những cái tâm quả thì không bao giờ có bất thiện sanh khởi. Nhưng mà có những cái tâm quả nó lại có thiện sanh khởi, mà không những vừa có thiện ở trong quả mà vừa có thiện làm động lực nữa. Đó là cái tâm quả siêu thế, nó có cả những cái thiện mà nó làm động lực luôn.
Và chính vì vậy mà chúng ta không có nắm rõ được các cái pháp thiện và bất thiện như nào đó. Thì chúng ta sẽ không biết lúc nào có lòng tham lòng quý, và không biết lúc nào có phiền não tham ái nó ẩn tàng ở trong đó. Như vậy thì tâm sở tham quý nó có mặt ở trong 91 tâm sở tịnh hảo biến hành. Nhưng mà lòng tham lòng quý trong cái bài kệ này mà Đức Phật dạy thì nói về cái đức hạnh của vị tỳ kheo, cái giới hạnh của vị tỳ kheo. Cái sự suy xét về giáo pháp tốt đẹp của Đức Phật để lại, và Ngài đã nhắc nhở mình cái đời sống xưa kia là nghèo khổ đi xin ăn, và bây giờ thì có phước báu Phật tử cúng dường đầy đủ tất cả y áo vật thực. Thì Ngài bất mãn Ngài không muốn có cái đời sống mà chỉ để cho Phật tử cúng dường rồi là đảnh lễ. Ngài không muốn có cái điều đời sống đó nữa. Ngài không phải để đến đây để mà bỏ cái cuộc nghèo hèn này, để đến đây mà chỉ ăn rồi mập béo rồi để cho Phật tử cúng dường rồi để người ta khen tặng. Ngài không thích điều đó nữa. Thì Ngài đi đến cái chỗ xưa kia, Ngài đi đến đó thì Ngài khéo như lý tác ý. Ngài khởi lên cái lòng tàm quý này, đi về nhà đó. Thì không lẽ bây giờ mình lớn rồi, đi trong giáo pháp của Đức Thế Tôn tốt đẹp như vậy, mà bây giờ bỏ cái đời sống người ta cung phụng cúng dường y áo vật thực đầy đủ béo mập như này, bây giờ bỏ về cái nơi nghèo hèn này đi xin ăn như vậy, nghề nghiệp không có thì người ta chê trách. Và Ngài ở đây thì Ngài cũng không muốn có cái đời sống mà chỉ tối ngày để được người ta cúng dường cung phụng, mà rồi phạm hạnh của mình phiền não còn giấy đầy. Thì Ngài luôn nhắc nhở mình là tái thường xuyên quán xét, làm cho tâm này nó quân bình định tĩnh trở lại. Và chúng ta đọc suốt cái kinh điển á, các ngài chứng đạo quả là đều là nghe Đức Phật thuyết giảng hay là rất đổi bình thường trong đời sống hàng ngày. Quan trọng là chúng ta có thực sự hiểu về các cái pháp sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Và bất cứ khi nào chúng ta hiểu về thực tại, tâm của lúc đó là tâm ly tham, tâm lúc đó là luôn luôn có sự an tịnh. Cái an tịnh đó luôn luôn đi với chánh tri kiến. Và hầu như là chúng ta đều bị vô minh tham ái nó đẩy hết chúng ta đi vào cái con đường sai lạc hết. Chính vì nó đẩy sai lạc như vậy, nó mới thật sự là khó, phải không?
Nếu mà cái thấy nó đang sanh như vậy mà chúng ta không hiểu, thì liệu chúng ta nhắm mắt lại chúng ta có hiểu được nó hay không? Không thể nào, không thể nào. Và nếu như chúng ta không nghe pháp, không nghe về cái duyên sanh của pháp, thì liệu rằng chúng ta làm hay ngồi một cái gì đó thì có hiểu được pháp của Đức Phật hay không? Chúng ta phải đặt cái câu hỏi rất rõ ràng, thì dần dần chúng ta sẽ thấy được pháp bảo. Chúng ta học kinh điển thì cái chữ này mai mốt nó sẽ mất, nhưng mà chúng ta học về những cái gì Đức Phật dạy về thực tại hiện giờ, như cái thấy nghe ngửi nếm đụng, những cái dòng cảm thọ sau nó, mà chúng ta thực sự mà nắm vững được nó, trí tuệ nó sanh lên từ đó, không bao giờ nó mất được. Đảm bảo với quý vị, không bao giờ nó mất được. Và càng ngày nó càng sanh, và càng ngày nó càng dẫn chúng ta đi đến sự xả ly. Càng ngày thì lòng tham, lòng quý của chúng ta, vì tôn kính Đức Phật, giáo pháp, giới hạnh, chúng ta sẽ tôn trọng và thương kính mọi người, mọi loài. Đó là một cái chuyện tự nhiên, chứ không phải là chúng ta sanh ra được tham quý đâu. Không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng tôi thực hành cái này, tôi làm cái kia, để tôi thành cái này, tôi thành cái nọ. Cái đó là cái thói quen của tâm trí, của vô minh. Không bao giờ có chuyện đó. Không ai làm được cái gì ở trên đời này bởi các pháp là do duyên. Và Đức Phật đã nói ngay từ buổi ban đầu, các pháp là do duyên và vô ngã. Nhớ như vậy. Do duyên và vô ngã. Và tất cả những cái gì mà qua mắt thì chỉ là màu sắc. Cái gì qua tai chỉ là âm thanh. Cái gì qua mũi chỉ là mùi. Cái gì qua lưỡi chỉ là vị. Cái gì qua thân chỉ là xúc chạm, cứng mềm, nóng lạnh, căng trùng. Thế giới này không còn gì cả. Ở đây không bao giờ có con người hay ai đó. Chúng ta thường quên cái này. Chúng ta luôn luôn, suốt cả ngày chúng ta chỉ nghĩ về tôi, của tôi, tự ngã của tôi. Chứ không bao giờ chúng ta nghĩ đây là pháp. Đây là pháp duyên sanh. Không có đối tượng thị giác, không có con mắt, không có nghiệp thức này thì cái nhãn thức này không thể sanh được. Và cái này do duyên sanh nên chúng sẽ diệt. Ngay kể cả đến cái ngũ uẩn mà chúng ta còn chưa nắm vững được cái trí của nó, thì làm sao mà chúng ta ứng dụng được trong giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta tối thiểu chúng ta phải biết được 7 cái trí về sắc uẩn, 7 cái trí về thọ uẩn, 7 cái trí về tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Cái trí về sắc uẩn là sao? Sắc này do tứ đại. Sắc này là tứ đại, do tứ đại sanh. Nhân sanh của sắc, sắc là gì? Do vật thực sanh lên sắc sanh. Sự diệt tận của sắc là gì? Do vật diệt lên sắc diệt. Cái con đường diệt tận của sắc là gì? Đó là con đường bát chánh, là chánh kiến về sắc. Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh luân tấn, chánh niệm, chánh định. Rồi cái vị ngọt của sắc là gì? Những cái sắc nào mà chúng ta thấy nó khởi lên hỷ tham, hay nghe ngửi đếm đụng, khởi lên hỷ tham, khởi lên dục hỷ, cái đó là vị ngọt của sắc. Sự nguy hiểm của sắc là gì? Là sự vô thường, khổ và biến hoại.
Đó là sự nguy hiểm của sắc. Thế nào là sự xuất ly của sắc? Là thấu triệt sắc để vô thường của vô ngã lên, vì đó không thấy có cái gì ở trong sắc để mà bám líu cả. Vì đó nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ đối với sắc. Đó là bảy cái trí về sắc. Bảy cái trí về thọ là gì? Thọ gồm có ba thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ phi khổ, phi lạc. Cái gì sanh ra thọ? Do xúc sanh nên thọ sanh. Gì là thọ diệt? Xúc diệt nên thọ diệt. Con đường nào đưa đến diệt thọ? Đó là con đường thánh đạo. Chánh niệm, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh minh tấn, chánh niệm, chánh định. Và thế nào là vị ngọt của thọ? Thọ nào khi chúng sanh khởi mà khởi lên dục khỉ, hỷ tham đối với thọ, đó là vị ngọt của thọ. Sự nguy hiểm của thọ là gì? Thọ là vô thường, khổ và vô ngã, biến hoại đổi thay. Vì sao biến hoại đổi thay? Vì thọ cũng do duyên mà sanh, do duyên xúc mà sanh. Xúc diệt nên thọ diệt. Do vậy, đó là sự nguy hiểm của thọ. Thế nào là sự xuất ly của thọ? Đó là sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, từ bỏ đối với thọ. Đó là bảy cái trí về thọ. Bảy cái trí về tưởng cũng do xúc, hành cũng do xúc, vân vân. Rồi bảy cái trí về thức thì sao? Thức gồm có sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Tại sao lại có sáu thức này? Thì chúng ta mới thấy, từ đây nó mới thấy là sáu cái thế giới này nó vận hành, chứ không có con người nào cả. Thức này do duyên gì sanh? Do danh sắc mà sanh. Danh sắc ở đây là gì? Là các căn môn, là xúc, thọ, tư. Tư ở đây không phải là hành uẩn. Tư ở đây chỉ là nói đến tư, không phải chỉ tất cả hành uẩn. Và tác ý, xúc, thọ, tư. Xúc, thọ, tưởng, tư, tác ý. Do sanh danh sắc diệt lo gì? Nên thức diệt. Con đường nào đưa đến thức đoạn diệt? Đó là con đường chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và thế nào là cái sự vị ngọt của thức? Khi thức nào sanh khởi, làm duyên cho hỷ tham, dục khỉ sanh khởi, đó là sự nguy hiểm của thức. Khi chúng ta thấy hay nghe một cái âm thanh nào đó khởi lên cái sự thích thú, ham muốn, muốn có lại đó, đó là sự nguy hiểm của nó đó. Nó rất gần gũi với đời sống mà. Thế nào là sự nguy hiểm của thức? Thức này cũng vô thường. Tại sao vô thường? Vì do danh sắc sanh. Danh sắc này diệt nên là xúc diệt, nên là sức sau xúc này phải do duyên mà sanh, nên do duyên mà diệt. Nên là cái sự vô thường biến hoại của thức nên là nguy hiểm. Thức này nguy hiểm. Và thế nào là sự xả ly của thức? Đó là bảy cái trí mà chúng ta nói về cái ngũ uẩn. Và cái lòng tham lòng quý, khi mà chúng ta không hiểu được cái bất thiện xuyên qua các căn môn trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cái thế giới này có ai đó, người nào đó, thì chúng ta cứ luôn luôn bám chấp và cứ chê khen mãi ở trong tâm như vậy đó. Người này thuyết pháp hay, người kia thuyết pháp dở, người này tốt, người kia xấu.
chúng ta không hiểu được các pháp, chúng ta dựa trên cái con người mà chúng ta không hiểu được là ô cái này là bất thiện, cái này là duyên sanh, cái này cần phải đoạn trừ chứ không phải đi đoạn trừ cái ông kia và nó. Thì nấy đâu có lòng tàm, lòng quý phải không? Nên là khi mà chúng không hiểu pháp thôi đó, chúng ta đi đến đâu thì chút xíu là mất lòng tàm, lòng quý liền. Chút xíu là mất lòng tàm, lòng quý. Mà đến nỗi mà mất lòng tàm, lòng quý một cách rất là tự nhiên. Chúng ta nói xấu một ai đó thì đâu có lòng tham lòng quý. Và ngay kể cả chúng ta nói xấu ai đó mà chúng ta không nhận diện được phiền não trong tâm của chúng ta thì lòng tham lòng quý ở đâu? Và chúng ta biết là lòng tham lòng quý nó là nó luôn luôn là thiện pháp, nó luôn luôn, luôn là. Và lòng tham lòng quý này thì nó lân đỡ cho giới hạnh, lân đỡ cho đức hạnh, lân đỡ cho trí tuệ, lân đỡ cho sự chân thật, nó lân đỡ ngăn ngừa sợ hãi kinh cảm với những cái điều ác hành qua thân khẩu ý, qua những cái suy nghĩ của mình. Chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi thay đổi thế giới này, không phải. Mà giáo pháp của Đức Phật là dạy là chúng ta hướng vào bên trong để thanh lọc nội tâm của mình thôi đủ rồi. Đừng có nghĩ rằng chúng ta thanh lọc ai đó là sai. Nên là cái người mà giảng dạy giáo pháp của Đức Phật á, là phải thuyết cái giáo pháp của Đức Phật một cách trong sáng, để cho cái trí tuệ từ cái tiềm ẩn ở trong tâm đó, nó khơi nguồn, để mà nó sanh khởi, nó tiếp với cái thực tại này mà nó bám vào được với tạng như lý tác ý trong đời sống hàng ngày. Thì chính cái trí tuệ đó nó nuôi chúng ta sống và ra khỏi sanh tử luân hồi, giống như thuở xưa Đức Phật và các vị thánh tăng đã thuyết pháp như vậy thì mới đúng cái con đường chánh đạo được. Khi nào mà chúng ta không nhận rõ được các căn môn mà không hiểu được tất cả pháp là vô ngã, thì cái ý niệm về ngã, cái ý niệm về vô minh, cái ý niệm về tôi ta, khi mà cái người khác người ta nói chỗ này chỗ kia, tâm của chúng ta hầu như là nó bị ngã hết về những cái điều đó. Xấu chúng ta cũng ngã, tốt chúng ta cũng ngã, ngã nghiêng hết. Thì làm sao mà nó có lòng tàm lòng quý được? Và chúng ta biết lòng tàm lòng quý nó không những bảo hộ thế gian mà nó còn bảo hộ các bậc trí, mà thậm chí nó còn là thánh sản nữa. Nó còn là thánh sản nữa. Một vị tu đầu huần thì có đầy đủ lòng tàm lòng quý. Thánh sản đó là gì? Tính giới tàm quý văn thí tuệ. Thế giới thẳng quý văn thí tuệ. Ồ, thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi. Như vậy ngày hôm nay chúng con đúc kết lại cái bài pháp này. Thì chúng ta biết là trước hết là lòng tàm, lòng quý là cái trạng thái của lòng quý là sự ghê sợ và tránh xa tội lỗi. Phận sự của nó là rút vào và không có chạy theo những cái điều ác. Và lòng tàm lòng quý thì nó sanh khởi ở trong tất cả những cái tâm thiện. Trong 91 tâm, kể cả là các cái tâm quả thiện, nhị nhân, tam nhân đều có hết. Vì nó là đi chung với 19 sở hữu biến hành. Nhưng mà cái lòng tàm đồng quý này nó được thể hiện thì trong cái lúc mà chúng ta vào những cái lúc gay go nhất,
để mà nó bảo vệ cái giới hạnh, bảo vệ đức hạnh, bảo vệ cái lòng chân thật và những cái đức tính tốt đẹp nhất ở trong chúng ta. Mà vào cái lúc nguy hiểm nhất thì khi lòng tàm lòng quý nó sanh khởi thì chúng ta kể cả là mất mạng sống chúng ta cũng không bao giờ mà làm những cái điều ác. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rất rõ về thiện và bất thiện mới thấy được cái sự chân quý giáo pháp của Đức Phật. Ngày nào mà chúng ta không có hiểu rõ về cái căn môn của mình mà về cái pháp vô ngã này thì cái ý niệm về ngã nó luôn luôn nó áp chế tâm chúng ta ghê lắm thưa quý vị. Nó rất dễ bị cái thiên hướng này. Và cái tâm tham của chúng ta nó cũng rất dễ giống tham quý ghê lắm chứ không phải là chúng ta nghĩ bình thường. Như vậy chúng ta cần phải hiểu nó ở đâu, khi nào. Và chúng ta biết rằng cái người nào có giới hạnh nhiều, đức hạnh nhiều, trí tuệ nhiều đều có lòng tham lòng quý trong từ cả cái ăn cái mặc vân vân, và kể cả cái lời nhắc nhở rất là đến nỗi mà rất là nhẹ nhàng. Cái vì đó không có gì, vì đó cũng suy xét này xem là mình còn thiếu cái gì, vị này nhắc cái gì, dầu là cái vị kia sai thì cái vị này cũng quay lại xem mình có cái gì, nhưng mà cũng không chắc cái vị kia nữa. Cái người ta phải hiểu pháp đến mức độ như vậy thì chúng ta biết lòng tham lòng quý nó nên là chúng ta biết là thiếu tứ niệm xứ đó, không có cái gì mà thiện pháp nào nó sanh khởi được đâu. Quý vị thấy đừng có tưởng là vậy là cái thiện pháp chúng ta mà không đi vào được tứ niệm xứ đó là nó không có sự bảo tồn và lớn mạnh cho các pháp được. Vậy thì chúng ta phải hiểu rất rõ về các cái căn môn khi chúng ta sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi, phước báo phát sanh lên, chúng con kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương càng các bà xuất sanh ngạ quỷ phi nhân a tu la diêm chúa, và kính chi phước lành đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm liễu chi được con đường tứ thánh đế mà Đức Phật đã dạy, chứng được quả niết bàn tối thượng. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên được chứng đắc đạo quả trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng, vì sanh tử luân hồi là khổ đau. Nam mô Bụt Tha. Dạ sa thú thành thai, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ nam mô Bụt Tha giá. Để trong chúng con trầm đủ phước báo, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi phước cực cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha giá, con kính dâng minh đến sư ạ. Rồi tu sắp mà mang lên ra khăn tu sắp bề đề của ta sắp mà bồ đề nữ phá quê đa sa đà sa thi phong anh tu tê hữu quả tu sắp mà mang lên ra khăn tu sắp bề đề của ta sắp anh hâm má nữ phá quê đa sa đà sa thi phong anh tu tê hữu quả tu sắp mà mang lên ra khăn tu sắp bề đề của ta sắp anh sang kha nữ phá quê đa sa đà sa thi phong anh tu tê. Tất hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi phúc.